Hầu như mỗi vùng đất đều có những câu chuyện dân gian kỳ bí và ma mị riêng. Những truyền thuyết này vẫn được người dân truyền tai nhau nhưng không một ai biết chúng có thật hay không. Ngày nay, những truyền thuyết bí ẩn đó trở thành một nét hấp dẫn riêng cho mỗi vùng đất, thu hút du khách hiếu kỳ ở mọi nơi đến tìm hiểu và khám phá. Câu chuyện thứ nhất, chuyện nàng Na ở Phrakhanong, Thái Lan. Theo truyền thuyết, dưới triều đại vua Rama, tại hiện Phrakhanong, Bangkok, Thái Lan, có một cô gái trẻ xinh đẹp tên là Na. Na đem lòng yêu mến và kết hôn với một chàng trai nghèo tên là Mat. Hai người sống rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng khi Na có bầu thì Mat đã ra chiến trường. Ở quê nhà, Na và đứa con trong bụng đã chết do khó sinh. Nhưng khi Mat từ chiến trường trở về, anh vẫn thấy vợ và con mình còn sống. Họ sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Hàng xóm và mọi người cố gắng cảnh báo rằng anh đang sống với ma và vợ con anh đã chết, nhưng Mat không tin. Cho đến một hôm, Mat nhìn thấy Nat kéo dài cánh tay của mình ra ngoài, thì anh mới thật sự tin vợ của mình là một con ma. Mat chạy tới ẩn náu tại một ngôi chùa, nơi ma quỷ không thể bước chân vào. Điều đó khiến cho Nat giận dữ, cô nguyền rủa tất cả dân làng tại vùng Phrakhanong vì cho rằng chính họ là nguyên nhân khiến Mat rời bỏ mình. Sau đó, hồn ma của Nat bị một pháp sư cao tay giam cầm trong lò đất nung. Cái kết của câu chuyện này có rất nhiều phiên bản khác nhau. Một số người nói rằng Nat được cứu thoát khỏi chiếc lọ bởi một cặp vợ chồng ngư dân trong khi họ vô tình mở nắp lọ. Người khác lại kể rằng một nhà sư đã khuyên giải được Nat đi đầu thai và cô sẽ gặp lại Mat ở kiếp khác. Người dân ở Phrakhanong, Bangkok đã lập một ngôi đền để thờ nàng Nat. Ngày nay có rất nhiều người dân và du khách thường tới thăm ngôi đền để cầu xin sinh nở khỏe mạnh, mong chồng mình không phải rời nhà đi phục vụ chiến tranh. Câu chuyện số 2 đó là nguồn gốc của tỏi ở Philippines. Ngày xưa, một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp được mẹ hứa hôn cho con trai nhà giàu có nhất vùng. Nhưng nhan sắc mê hoặc lòng người của cô khiến nhiều kẻ thèm muốn và ghen tị với vị hôn phu của cô. Một kẻ trong số đó đã ra tay sát hại vị hôn phu tương lai nhằm chiếm đoạt nàng. Ngay lập tức, kẻ đó bị những nô lệ phục vụ vị hôn phu xấu số giết chết. Quá đau khổ, cô gái chạy trốn lên núi thiên cầu xin Bathala, người tạo ra vũ trụ, hãy mang cô đi xa, để khuôn mặt xinh đẹp không gây thêm cái chết đau thương nào nữa. Bathala chấp nhận lời cầu xin đó và đưa cô về trời bằng một tia sét. Trước cái chết của con gái, bà mẹ vô cùng đau khổ, ngày ngày khóc thương bên mộ. Không lâu sau, trên mộ cô gái mọc lên rất nhiều mầm cây. Khi nhổ lên, bà mẹ thấy những hạt giống lạ. Ban đêm, bà nằm mơ thấy Bathala nói rằng, đó là những chiếc răng của người con gái. Người mẹ đáng thương cảm ơn thần linh và để tưởng nhớ con gái, bà mang phân phát hạt giống khắp trong vùng. Ngày nay, loài cây đó được chúng ta gọi là tỏi. Và câu chuyện thứ ba là ma nữ Pontianak, Malaysia và Indonesia. Theo truyền thuyết của Malaysia và Indonesia, hồn ma của những phụ nữ chết khi đang mang bầu hoặc khi sinh nở đều biến thành ma nữ Pontianak. Chúng luôn xuất hiện trong hình hài thiếu nữ xinh đẹp mặc áo trắng để quyến rũ đàn ông, sau đó phanh thây, banh xác và ăn nội tạng của họ. Pontianak thường xuất hiện khi có tiếng khóc của trẻ con hay chó sủa, cùng luồng gió lùa đột ngột. Lúc đầu gió sẽ mang hương hoa thoang thoảng, sau đó chuyển sang hôi thối. Thành phố Pontianak ở Indonesia được đặt tên theo ma nữ này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Daniel Z. Để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào từ kênh của chúng tôi, mời các bạn hãy nhấn nút đăng ký ở phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.